Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Top Sao Hoa, kênh thông tin giải trí Cbiz. Và bây giờ sẽ là tổng hợp những tin tức thú vị ngày hôm nay. Vào ngày 29 tháng 9 vừa qua tại tuần lễ thời trang Thượng Hải, Bạch Lộc với tư cách người phát ngôn thương hiệu Pony đã có màn catwalk khiến netizen bất ngờ cực mạnh. Ngay từ khoảnh khắc bước lên sàn diễn, Bạch Lộc đã ghi điểm nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng phong thái khá tự tin. Tuy nhiên, có rất nhiều người đã khuyên cô nàng thay vì nuôi mộng làm người mẫu nên tập trung vào diễn xuất sẽ tốt hơn. Dù sở hữu chiều cao lên tới 1m65 nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy Bạch Lộc lùn đi không ít vì bộ đồ thể thao đang mặc trên người. Chưa dừng lại ở đó, khi vài netizen đem hai hình ảnh trước và sau photoshop của nàng tiểu hoa đặt lại gần nhau, cái kết quả thực còn thảm và khôi hài hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, cư dân mạng cho rằng Bạch Lộc dù đúng là tràn đầy tự tin còn nhiệt tình giơ tay chữ V tạo nét, nhưng trông cô catwalk hệt như đang đi bán bóng dạo, không có chút khí chất nào. Mới đây thì nữ diễn viên Nhiệt Bà đã mở một buổi livestream nhằm mục đích giao lưu trò chuyện cùng người hâm mộ của mình. Thế nhưng điều đáng chú ý ở đây chính là việc sau nữ nổi tiếng đã có cách hành xử khiến dân tình không khỏi bất ngờ trước một cư dân mạng kém duyên đã để lại bình luận chê bai nhan sắc của cô. Cụ thể thì có bình luận nói đích là Nhiệt Bà không xinh bằng một streamer nào đó. Thay vì coi như không có chuyện gì xảy ra, nữ diễn viên trẻ lại lựa chọn đáp lại lời lẽ khiếm nhã trên bằng cách hài hước và dí dỏm. Đúng thế, tôi rất xấu, cảm ơn mọi người đã đến xem người xấu là tôi nha. Hành động đầy tinh tế của nàng mỹ nhân Tân Cương đã nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ phía cư dân mạng. Hầu hết mọi người cho rằng cách đáp trả những bình luận tiêu cực của cô vô cùng thông minh và khôn khéo, vừa không làm mất lòng người, đồng thời cũng cho thấy sự chuyên nghiệp của một nghệ sĩ nổi tiếng. Với danh tiếng hiện tại thì Quốc Tịnh Y không chỉ có fan trong nước mà fan quốc tế cũng nhiều không kém. Chẳng thế mà ảnh đăng trên Instagram của mỹ nhân 4.000 năm lại gây nhiều sự chú ý đến như vậy. Gần nhất thì blogger chia sẻ loạt ảnh của nữ idol đăng tải trên mạng xã hội này cho thấy khoảnh khắc nào cũng đều đẹp hết nước chấm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật những tin tức mới nhất quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin tiếp theo.